Nay ngày 8 tháng 10 năm 2022, thứ bảy tuần thứ 27 mùa thường niên. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, Thánh Kinh đã giam giữ mọi loài dưới ách tội lỗi để nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô mà lời hứa được ban tặng cho những kẻ tin. Nhưng trước khi đức tin chưa đến thì chúng ta bị giam giữ dưới ách lề luật để mong chờ đức tin sẽ được tỏ hiện. Bởi thế, lề luật là thầy dạy đưa chúng ta đến cùng Đức Kitô để nhờ đức tin chúng ta được công chính hóa. Nhưng một khi đức tin đã đến, chúng ta không còn ở dưới quyền thầy dạy nữa. Bởi chừng tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì chừng tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Đức Kitô nên anh em đã mặc lấy Đức Kitô. Nay không còn phân biệt người Do Thái hay Hy Lạp, người nô lệ và tự do, người nam và người nữ, vì tất cả anh em là một trong Đức Giêsu Kitô. Nhưng nếu anh em thuộc về Đức Kitô thì anh em là dòng dõi Abraham, những kẻ thừa tự như lời đã hứa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Tôi muôn đời Chúa vẫn nhớ lời mình ước. Hãy xướng ca đàn hát mừng người, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa, hãy tự hào vì danh thánh của người. Tâm hồn những ai tìm Chúa hãy mừng vui. Tôi muôn đời Chúa vẫn nhớ lời mình ước. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhân Chúa luôn luôn. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ và những điều Ngài phán quyết. Tôi muôn đời Chúa vẫn nhớ lời mình ước. Hỡi miêu dê Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Gia-cốp những người được Ngài khen chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. Tôi muôn đời Chúa vẫn nhớ lời mình ước. Alleluia, Alleluia. Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Nhưng ai tiếp rước người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng thì từ giữa đám dân chúng có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: Phúc cho dạ đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Nhưng người phán rằng những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đâu mới là phúc thật? Nhưng người đáp lại, đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Luca chương 11 câu 28. Suy niệm: ơn cha nặng lắm, ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng cưu mang. Không thể nói hết sự nặng nhọc đau đớn của người mẹ suốt 9 tháng 10 ngày cưu mang và sinh nở người con. Nhưng người mẹ cũng rất hạnh phúc khi cuối cùng được mẹ tròn con vuông. Và hơn nữa, người mẹ còn thật tự hào hãnh diện khi con mình thành đạt vẻ vang. Người phụ nữ trong đám đông thán phục người con xuất chúng Giêsu bằng cách ca ngợi người mẹ diễm phúc Maria như thế. Không phủ nhận lời khen tặng ấy, Chúa Giêsu chỉ ra điều thiết yếu mà ai cũng có thể làm để có được diễm phúc đó. Đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Mỗi phúc này không làm cho Maria lu mờ đi, trái lại càng tôn vinh mẹ hơn, bởi vì Đức Maria cao trọng đâu phải chỉ là mẹ về phần xác, nhưng hơn thế nữa, mẹ là mẫu gương tuyệt hảo trong việc lắng nghe, tuân giữ lời Thiên Chúa, là người môn đệ mẫu mực của Ngài. Mời bạn không có được
mỗi phút sinh thành dưỡng dục Chúa Giêsu như mẹ, nhưng vẫn được sẻ chia mỗi phút tuyệt vời ấy bằng cách lắng nghe, tuân giữ lời Chúa. Sống điều ấy, bạn còn được diễm phúc trở nên thành viên mới trong đại gia đình của Thiên Chúa. Mời bạn hãy bước theo mẹ, cảm nhận phúc lành ấy từ Thiên Chúa. Sống lời Chúa, mỗi ngày đọc một đoạn kinh thánh rồi suy niệm, cầu nguyện và nỗ lực thực hành. Cầu nguyện, lạy Chúa, mẹ Maria thật có phúc vì đã lắng nghe và thực hành lời Chúa. Xin cho con noi gương mẹ, lấy lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống, để Chúa có thể lớn lên mỗi ngày trong con. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Bức tượng người mù. Cũng như tại bất cứ một trung tâm hành hương nào tại Lộ Đức, du khách và khách hành hương có thể đọc được không biết bao nhiêu lời cảm tạ dâng lên Đức Mẹ, cũng như không biết bao nhiêu kỷ vật khác mà những người thổ ơn muốn cho thiết lập để ghi nhớ ơn mẹ. Trong muôn nghìn kỷ vật tạ ơn ấy, người ta thấy có một bức tượng diễn tả một người mù vừa được chữa lành. Dĩ nhiên, được sáng mắt là một trong những phép lạ đầu tiên được ghi trong sách những phép lạ tại Lộ Đức. Nhưng bức tượng người mù sáng mắt ở đây lại là tượng trưng cho một biến cố khác, một phép lạ theo đúng nghĩa, bởi vì đó là phép lạ của một người tìm lại được ánh sáng đức tin. Bức tượng này được một người đàn bà quý phái cho dựng lên để ghi nhớ ánh sáng đức tin mà bà đã tìm lại được tại Lộ Đức. Tuy là người Công giáo, nhưng kể từ khi chồng qua đời, người đàn bà không còn một chút tin tưởng gì nơi Chúa mẹ nữa. Và dĩ nhiên, cũng giống như những người khô đạo khác, người đàn bà chỉ tìm kiếm có mỗi một điều, đó là thú vui trong cuộc sống. Một mùa hè nọ, trên đường đi đến một trung tâm nghỉ mát nổi tiếng ở phía nam nước Pháp, người đàn bà phải đi qua Lộ Đức, thấy đám đông tấp nập tại trung tâm Thánh Mẫu. Bà ta tò mò dừng lại xem. Bà không ngờ rằng chính Chúa đang tìm kiếm và đeo đuổi bà. Từ thái độ bàng quan của một người hiếu kỳ, người đàn bà đã tìm lại ánh sáng đức tin để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Bà đã cho dựng lên bức tượng của người mù với hàng chữ như sau: tìm lại được đức tin là một phép lạ vĩ đại hơn là được sáng mắt. Trên vạn nẻo đường của chúng ta, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt. Thật ra không phải con người đi tìm kiếm Thiên Chúa cho bằng chính Thiên Chúa đeo đuổi tìm kiếm con người. Trong mọi biến cố của cuộc sống, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt. Trong an vui, hạnh phúc hay trong thất bại khổ đau, Ngài luôn ở bên cạnh ta để mời gọi ta tin tưởng ở tình yêu của Ngài. Ngay cả khi con người muốn khước từ và gạt bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống, Thiên Chúa vẫn tiếp tục đeo đuổi con người. Thánh Kinh đã ví Thiên Chúa như một người tình chung thủy, lúc nào cũng chờ đợi, lúc nào cũng nài nỉ, lúc nào cũng vỗ về, lúc nào cũng tha thứ. Tin ở một sự hiện diện trung thành như thế của Thiên Chúa, thái độ của chúng ta phải là thức tỉnh, chờ đợi và tin tưởng không ngừng. Trong an vui thịnh đạt, chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa. Trong thất bại khổ đau, chúng ta cũng hãy tin tưởng phó thác. Và ngay cả những lúc vấp ngã vì yếu đuối, chúng ta cũng hãy tin tưởng ở lòng tha thứ vô bờ của Ngài. Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc con người. Bài trích sách Lẽ Sống.